U23 Việt Nam có cơ hội lớn để tìm kiếm điểm số đầu tiên tại Doha Cup 2023 khi chạm trán U23 Kyrgyzstan trong trận đấu cuối cùng. So với U23 Iraq và U23 UAE, U23 Kyrgyzstan là đối thủ được đánh giá thấp hơn. Trong danh sách huấn luyện viên Lijison Maxim mang đến Doha Cup 2023 có khá nhiều cầu thủ mới 19, 20 tuổi. Mục đích thử nghiệm cũng được vị chiến lược gia này thể hiện rất rõ khi tạo điều kiện vào sân cho hầu hết các cầu thủ. So với trận đấu thứ nhất gặp Kuwait, chỉ 4 cái tên được huấn luyện viên Lijison Maxim giữ lại trong danh sách xuất phát của U23 Kyrgyzstan đối đầu Oman gồm Zarif Bekov Eldia, Nasirov Besabek, Stanbekov Nedulov và Kereshbekov Midin. Theo Transfermarkt, U23 Kyrgyzstan có 2 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu là Zarif Bekov Eldia của câu lạc bộ Chaika Pichanokovskoe, Nga và Mokimi đang thuộc biên chế U19 Kaiserslautern, Đức. Sau 2 trận đấu, U23 Kyrgyzstan thể hiện những mảng miếng tấn công tương đối rõ ràng. Điểm mạnh của đội bóng này là những pha leo biên với nhiều cầu thủ có kỹ thuật ở hai cánh như Abilov Enas, Stanbekov. Ngoài ra tiền vệ trung tâm Sasinbekov cũng thường xuyên dạt biên để thực hiện những quả tạt chất lượng. Ở trận với Oman, cầu thủ mang áo số 8 của U23 Kyrgyzstan đã có pha chuyền bóng đẹp mắt loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự đối phương, chỉ tiếc rằng cú đánh đầu đưa bóng vào lưới của đồng đội lại được thực hiện ở tư thế việt vị. U23 Việt Nam cũng cần đặc biệt lưu ý đến tiền đạo Dastanbek Toktosinov. Chân sút sinh năm 2002 là mẫu cầu thủ có thể làm tất ăn cả trên hàng công. Thi đấu ở vị trí tiền đạo mũi nhọn, Toktosinov có thể hình ấn tượng 1m84, tốc độ đáng nể cùng đôi chân rất khéo. Ở trận đấu với Kuwait, cầu thủ mang áo số 9 của U23 Kyrgyzstan không ít lần phải đối đầu với 2-3 hậu vệ nhưng vẫn tìm ra cách để dứt điểm. Hạn chế của Toktosinov là kinh nghiệm trong những bước xử lý cuối cùng. Ngoài những cái tên kể trên, thủ quân Kanibekov, người từng là thành viên của U17, U18, U19 Besiktas cũng là một ngòi nổ tiềm năng. Về điểm yếu, U23 Kyrgyzstan gặp khó khăn trong vấn đề thể lực. Họ có thể chơi rất tốt trong hiệp đấu đầu tiên nhưng dễ hụt hơi trong thời điểm nhạy cảm. Minh chứng là hai bàn thua đến trong 10 phút cuối trận trước Oman ở lượt trận thứ hai. U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan từng đối đầu trong trận giao hữu diễn ra vào năm 2021. Khi đó, huấn luyện viên Park Hang-seo và học trò đánh bại đối thủ này với tỷ số 3-0. Trước đó, tại ASEAN 2014, U23 Việt Nam cũng thắng Kyrgyzstan 1-0. Trước một đối thủ được cho là vừa tầm, U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ có màn trình diễn tốt để sốc lại tinh thần sau hai trận thua đậm trước Iraq và UAE vừa qua. Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan sẽ diễn ra lúc 0:30 ngày 29 tháng 3 theo giờ Việt Nam.